Chiều nay tại Hà Nội, câu lạc bộ nhà báo công nghệ thông tin đã chính thức công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin truyền thông 2017. Nhà mạng khai trương dịch vụ 4G, bỏ điều 292 bộ luật hình sự liên quan đến cung cấp dịch vụ trực tuyến hay 20 năm Internet Việt Nam là những sự kiện đáng chú ý nhất trong 10 sự kiện này. Việc các nhà mạng đầu tư vào 4G sẽ giúp cho người dân Việt Nam có cơ hội truy cập Internet một cách tốt nhất. Cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì đặc biệt quan tâm tới việc bãi bỏ điều 292 Bộ luật hình sự 2015 quy định về việc cá nhân tổ chức cung cấp dịch vụ qua mạng, đặc biệt tháng 12 2017, đánh dấu mốc 20 năm Internet có mặt tại Việt Nam. Tới nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực. Bức tranh ICT năm 2017 còn cho thấy những bước đầu các ông lớn trong nội dung số là Google và Facebook đã phải nhượng bộ trước áp lực của Việt Nam ngăn chặn gỡ bỏ thông tin xấu độc, thông tin vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, sự kiện ICT nổi bật khác gồm dự thảo luật an ninh mạng được trình Quốc hội và gây nhiều tranh cãi. Bitcoin khuấy đảo thị trường tiền ảo tại Việt Nam, chuyển đổi thành công mã vùng điện thoại cố định. BKV ra mắt Bifone 2017, thu hồi 24,3 triệu SIM kích hoạt sẵn, Jack Ma đến Việt Nam thúc đẩy thanh toán điện tử.